Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Zero One Zero của Tạc Chính Vi. Rất vui vì đã được gặp nhau những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nó xám Play quạt Black Kisame của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay lại với một cái series mà khoảng 10 ngày trước, chắc là không nhớ, mình cũng không nhớ rõ là bao nhiêu ngày trước, nhưng mà series đó là series đấu trí đại chiến nha. Một cái hoạt động nó na ná như đại chiến vượt ải, và nó gọi là sự kết hợp giữa khu vui chơi và đại chiến vượt ải luôn. Thì hiện tại hoạt động này đang có, cho nên là mình sẽ cùng anh em hôm nay đến với một cái clip của này nha. Hoạt động này thì khá là vui, nói chung là rất là vui luôn em. Nói chung là đánh với các thanh niên, không phải đánh với các thanh niên nữa mà đánh với như kiểu đánh với máy anh em. Nói chung là nó có sắp trận trước rồi, sắp trận trước rồi, nên cũng không có gì gọi là đặc sắc. Chúng ta sẽ có lợi thế rất là nhiều. Hoạt động này nói chung là mình nghĩ khá là quen thuộc rồi, tại vì thời gian trước lúc nó vừa ra thì mình với lại anh Nguyễn Quyết Sơn, đặc biệt là anh Nguyễn Quyết Sơn, anh đã livestream và anh nói rất là rõ, cũng như đi tham gia rất là nhiều trận rồi, cho nên khá là quen thuộc thôi. Hôm nay mình chỉ tham gia lại thôi nha. Chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe là cái kênh để ủng hộ cho mình. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ trả lời ba câu hỏi để mình hôm nay mình sẽ giành được 50 câu này anh em. Mình sẽ lấy được cái túi random Haki với lại một cái cờ Along nha. Bạn có nhớ con vịt siêu mỏ chấm đen? Cái này thì thật ra thì mình khá là phân vân, với lại hiện tại chỉ có 3 câu thôi, mà hôm nay chắc chắn mình phải trả lời đúng 3 câu, cho nên mình sẽ tra cho nó chắc chắn nha anh em. Thì mình đang phân vân giữa A và B thôi. Câu này thật ra mình trả lời rất là nhiều rồi nhưng mà không nhớ. Donan thì chắc là bỏ qua được rồi, Kazie với Karue thôi. Mình nghĩ là Karue, nghĩ là Karue, nhưng mà mình tra cho nó kỹ cho chính xác nha anh em. Karue, One B, cho mình cho chính xác. Như vậy là siêu vịt Karue là đúng nha anh em. Rồi, thì chúng ta chọn đáp án B nha. Chính xác. Khi lần đầu gặp Brook, Luffy đã hỏi gì? Cái này được, cái này mình biết. Đáp án B nha anh em. Và cuối cùng đó là ai tặng con thuyền Gwen Mary cho băng mũ rơm? Yes, câu này là cái da. Thì nói chung cũng khá là đơn giản. Như vậy là mình đã thành công. Mình nhận được túi random Haki với lại băng hải tặc Along. Thì mình chắc là mình sẽ sử dụng luôn cho anh em xem ha. Hiện tại nói về cái Haki cao cấp thì mình đang có khá là nhiều cái màu đen, cho nên là nếu như là màu đen chắc là mình đủ rồi. Bây giờ mình chủ yếu mình cần tím với đỏ thôi, cho nên mong là ra sẽ tím hoặc đỏ. Ok đây, mình chứ ra đen, mình khả năng ra đen rất là cao. Haki mấy cục màu đen này xác suất ra rất là nhiều, tỷ lệ rất là nhiều cho anh em. Cục màu đỏ cùng màu tím khả năng thấp, cho nên mình mong là sẽ được ra cùng màu tím hoặc cùng màu đỏ. Như vậy là mình được Haosuku. Haosuku không biết là cục gì đây, mình nghi cục đen quá. Oh my god. Ừ, cục tím vậy cũng được, nói chung là cũng tạm ổn nha. 12 đều. Cục đỏ và cục tím đã là 12 đều nha. Nói chung là tương lai mình cũng rất là muốn lên một cái con tướng cho nó, đội hình của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn. Còn con tướng gì thì anh em cứ cố gắng đợi nha. Bây giờ chúng ta sẽ tham gia đấu trí đại chiến nha. Hiện tại thì mình có đánh trước một trận rồi. Chúng mình định là đánh cho nó có xếp hạng thôi chứ cũng không tham gia làm gì, nhưng mà thôi được rồi. Hôm nay mình sẽ quay clip cho anh em xem luôn. Hiện tại là liên thắng là một rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tìm đối thủ nha. Và cái số lần đổi đối thủ thì nó sẽ không cộng dồn qua mỗi ngày nha anh em, tối đa là 3 lần thôi. Còn cái lần thất bại sẽ cộng dồn, và ngoài ra lần làm mới đồng đội thì cũng cộng dồn, một ngày là 100 nha, khá là ngon. Rồi, tìm đối thủ nè. Trận này thì chúng ta sẽ đối đầu với nói chung là có Zoro, có Doblim Gâu và có Luffy. Có con Nami giảm nộ cũng khá là khó chịu, nhưng mà nó cũng không có phải tới mức chúng ta phải cần phải đổi đối thủ, cho nên mình sẽ khiêu chiến luôn nha. Đấy, tổng cộng mình có 299 lần miễn phí là mới nè, quá ngon luôn nè. Nên là cứ tha hồ thôi, thoải mái. Ê, nói chung là trong đây mình cảm nhận được có thằng Lo là ok đấy em. Lo, thằng Lo Sike, Lo Sura thật là mạnh vãi lìn luôn. Nó như kiểu là chủ chốt luôn á. Cho nên là chúng ta cứ đè làm mới kiếm thằng Lo là ngon. Bây giờ mình sẽ làm mới nha. Trận này thì nói chung là cũng phải khá là ok mới ăn được. Có Zoro này, nhưng mà nói chung mình muốn chắc chắn, cho nên là cứ kiếm thằng Lo và chơi thôi anh em. Kiếm lo là ok. Fukabushi trong đây cũng khá mạnh nha anh em, xác suất ra mê hoặc khá là ngon. Nhưng mà mình thích chơi thằng lo thôi, cho nên là mình sẽ làm mới để kiếm thằng lo mình chơi thôi. Nói chung là sẽ hơi hao tốn cái lần làm mới xíu, nhưng mà không sao, mình có tới gần 300 lần nên là không vấn đề gì. Rồi ok. Đây có lo rồi, thậm chí có cả Robin luôn, quá ngon anh em. Trận này thì chúng ta sẽ chích thằng Minh Gâu cũng được, giống chích ai cũng được thôi. Nhưng mà ưu tiên chích Minh Gâu tại vì nó có CC với lại nó đam thường, xác suất đánh rất là khó chịu, có thể hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo tùm lum hết. Tiếp tục là con Robin. Con Robin thì nó cũng khả năng gây choáng 100% rồi, cũng không cần bàn cãi về cái vấn đề của nó, nên mình đặt đây mình khống chế thằng Zoro luôn. Con Nami có giảm nộ cũng không sao, tại vì chiêu đánh thường là rất là đau rồi. Tiếp theo thì Yozu Kim Cương sẽ đảm nhận vị trí tăng cơ ở đây.
Tem này thì được cái bị cái nó không có tem, không có búp nọ anh em à, chứ lại chỉ được lắp được ba đứa này là ngon nhất thôi, còn lại mình vẫn còn hai đứa nữa thì có thể chơi Lafite. Con Lafite này đánh thường là có xác suất mê hoặc cũng khá là ngon này, cho nên chắc là mình sẽ đặt ở sau đây cũng được. Ok, ở đằng trước này thì có thằng Logic rồi cho nên mình cũng không cần phải đặt thêm. Vậy tính ra đặt đây đi. Nếu mà đặt đây thì mình sẽ khống chế được Carbonair, nhưng mà cũng chỉ là hên xui thôi nha anh em. Cũng chỉ là hên xui tại vì xác suất thôi nên cũng không cao. Có thể mình sẽ phụ đam cho thằng, cho con Robin. Đó, như vậy là vẫn còn một đồng đội nữa, cho nên là mình sẽ chơi ai đây. Trong đây bây giờ cũng không còn ai gọi là ngon cả anh em ơi, cho nên mình ưu tiên mình chọn cái đứa nào mà nó có CC thì được. Thằng này đánh hàng dọc nè, nhưng mà đam yếu lắm, mấy đứa này đam yếu vãi liệt. Cái này là sắc xương lên toàn bộ mục tiêu giảm 60 nộ cũng khá là ngon này. Ở đây là chơi cái con này cũng được. Rồi, nhưng mà chúng ta mình sẽ quyết định chọn đội hình như thế này. Nếu mà lắp đúng nữa thì phải lắp cho con này lên đai cho nó đúng đội hình nè. Nhưng mà thôi giờ mình sẽ đánh thử cái trận này nha. Ok, gieo gieo. Ông này đó, ông đánh hàng ngang cho nên ông đánh như vậy là sẽ dính Robin của mình. Rồi, ok, không sao, chơi luôn. Vô nha anh em. Chúng là mình đã tính toán rất là kỹ lưỡng rồi cho nên cứ yên tâm thôi. Chỉ sợ đam thua thôi chứ. Rồi, nay mình sẽ không tăng tốc nha. Tăng tốc thì nó nhanh quá. Ok, từ từ ấy. Mình có thể nhiều anh em khó chịu ấy. Nhưng mà thôi anh em thông cảm, mình xem từ từ cho nó hấp dẫn. Rồi, như vậy là cái đầu tiên. Ui, xác suất mê hoặc thành công anh em ơi, tuyệt vời. Con Nami này bị cái nó giảm nổi ghê lắm. Giảm nổi chùm server luôn nhưng mà không sao. Mình đam thường cũng đủ ăn rồi. Mình đam thường là đủ ăn rồi anh em ơi. Con Robin đam thường rất là to nha. Con Robin đâm thường rất là to, thậm chí có cả CC, rất là kinh luôn. Đây anh em thấy nè, đấy, đấy. Sát thương tổng cộng 3 lần. Đấy, mới tới tuần thứ 2 thôi thằng Zoro đã muốn đai rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một ống máu nữa cho nên cũng khá là khó khăn đấy. Thằng Luffy ở sau này cũng khá nguy hiểm tại vì nếu có nó có 100 nộ là thôi toang này. Hiện tại bây giờ nó có 50 nộ rồi. À, Jessica nó được một tuần rồi. Cho nên là mình sẽ kìm hãm được sức mạnh nó một tuần. Thành ra 50 nộ này sẽ giữ lại ở đây. Không có ai tăng nọ nó đâu anh em, đội hình này không có ai tăng nọ, cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi giết nó thôi. Zoro kim cương có nọ này. Ok. Giảm nọ thôi, tụi nó vẫn là dồn đam cho Robin mình được, con Nami vẫn đánh đam cho được. 50 nọ, chích thêm cái nữa là ngon. Trời ơi, tuyệt vời. Quá ngon lành luôn. Quá ngon lành luôn. Rồi, giờ tập trung nếu mà thằng Zoro giết được thằng Carbonebogue này trước thì ngon này. Ồ, con Robin mình hơi thảm tại vì mình đặt ở vị trí này. Như mình nói nãy thì ông Carbone đánh được hàng ngang, đánh được Robin mình. Ồ, tem kia vẫn chưa ai chết nhưng mà tem mình muốn đai một đứa rồi này. Rồi, chiêu nổ vẫn không có tác dụng luôn. Wow, vấn đề này hơi căng đây. Vấn đề này hơi căng đây anh em. Mình thấy là có sự thua thiệt ở đây rồi đó. Trong cãi vừa lo thôi. Rồi, chết luôn. Tem mình chết hết, muốn hết người rồi, chơi bờ gì nữa. Chết nè. Rồi, vẫn chích được thằng Luffy nhưng mà nó cũng sắp có nọ rồi. Có nọ rồi, mình có nọ rồi đây. Không biết có làm nên trò trống gì không đây. Ừ, được. Ủa, con Miss Greenwood không phải đánh toàn tem hả ta? Không biết nãy mà đọc nhầm hay sao mình nhớ thấy đánh toàn tem mà. Ui, lại giảm nổ khí. Thế thì trận này là thua rồi. Mới vô đã thua rồi anh em à. Có ăn rồi bố em. Thì đúng như mình đoán thì nói chung là chỉ được ba đứa ngon. Thành ra thôi coi như lần reset đã thất bại rồi. Ok, hơi buồn một xíu nha anh em. Để ra tem này vẫn có cơ hội win nhưng mà không hiểu sao lại thua, đau đớn thiệt. Thôi được rồi, mình sẽ ưu tiên lên phía trên. Mình sẽ ưu tiên lên phía trên một xíu. Con Robin mình sẽ đặt lại đây đi. Đó, bây giờ mình sẽ đổi thằng vị trí lo với lại Robin. Còn xem sao, tình hình nó thế nào. Bây giờ mình sẽ tấn công và mình sẽ tăng tốc luôn nha. Đấy, tăng tốc cho anh em xem cho nhanh đi. Cơ bản là thằng lo chứ xì ke được, nhưng mà cái chiêu xì ke của nó bị cái nhược điểm đó là khi mà đối phương có nọ rồi thì cái chiêu đó không có tác dụng. Thành ra là cũng hơi kinh dị. Nhưng mà không sao. Được. Lo mình nghĩ là nó vẫn có thể gánh được thôi, nếu như đặt ở một vị trí gọi là thích hợp. Mình đặt ngay đây thì thật ra là thằng Carbone đã bắn được thằng lo mình ta. Rồi, bây giờ mình ưu tiên để cho Robin giết thằng Minh Gâu trước nha anh em. Đánh thường, đòn đánh thường của Robin rất đau. Cho nên là ưu tiên giết thằng Minh Gâu trước. Ok, cứ cho nó đánh đi, cứ cho nó đánh thoải mái đi. Được chưa? Gần đai nha. Mình nghĩ là một tuần nữa là giết được. Một tuần nữa là giết được thằng Minh Gâu rồi. Tiếc á, trận cái nãy bị thua cho nên nó bị reset lại cái chuỗi liên thắng rồi. Ok. Chết không? Đấy, đúng như mình dự đoán thì một tuần nữa là chết, coi như mình đã giết được một đứa. Thằng Zoro sẽ còn một ống máu nữa này. Nhưng mà lo mình cũng sắp đai rồi nha. Ồ, chết luôn rồi. Mình nghĩ là lo mình sau tuần này là đai. Vẫn còn một ống máu nữa. Căng nha.
Luffy sẽ đấm chết Robin mình chăng? Haha, bị choáng lại rồi, hay quá. Mình là Jessica được thêm một tuần rồi, nhưng mà tuần này lo sẽ chết. Hay quá. Tuyệt vời, nó đánh được thằng kia. Ok, team này thì nói chung là win thôi. Mình nghĩ là win. Mình nghĩ khả năng win rất cao. Mà bị cái là hồi nãy mình sắp sai cho nên là bị thua mất một chuỗi liên thắng rồi, đen quá. Rồi, trận này win nha anh em. Nice, bây giờ chúng ta sẽ tìm đối thủ nha. Nói thật ra mình cũng không quan tâm lắm về cái vấn đề thắng thua đâu anh em. Giống chủ yếu làm cho anh em xem clip là được rồi. Rồi mình sẽ tìm đối thủ tiếp nha. Rồi, trận này thì cũng không có gì ghê gớm, có chỉ có Akainu thôi. Cấp chiến đấu là cấp 2 thì thật ra cũng không có gì. Thật ra thì mình nên cố tình để thua. Nên cố tình để thua để cho cái cấp độ mình nó tăng, được tăng thêm một chút sức mạnh cũng được. Nhưng mà thật ra cái cấp này không quan trọng nha anh em. Theo mình biết thì cấp này không quan trọng, chủ yếu là trận hình thôi. Rồi. Thì lần làm mới đồng đội mình còn rất nhiều, cho nên mình sẽ làm mới một cái trận hình nào đó ok một xíu. Đó là điều tất nhiên rồi anh em, tại vì đồng đội chúng ta phải ngon thì mới có cơm may ăn được. Ok, trận này thì mình chỉ sợ Akainu thôi, chứ không có sợ ai hết. Thật ra trong số này thì sợ Akainu nhất thôi. Sau đó thì thằng Senji có thể mình sẽ sợ một xíu, tại vì nó đam rất là to. Thằng Senji này là Senji Sura nha anh em, chứ không phải Senji thường đâu. Cho nên anh em đừng có đùa, nó rất là mạnh luôn ấy. Rồi trận này có Robin, có Mingau nè, nhưng mà cũng chưa chắc là win nổi đâu. Có một búp nọ, hai búp nọ. Team này cũng khá ngon nha anh em. Team này cũng khá là ok, để mình xem có nên chơi hay không. Hai đam chính của chúng ta sẽ là Mingau và Robin hả? Không biết liệu giờ có ổn hay không ta. Tại bên kia đam khá nhiều, chỉ có một búp nọ thôi. Ok. Thật ra mình nên ưu tiên CC. Chúng ta nên ưu tiên CC sẽ ngon hơn. Có Kaku nè anh em, có Chopper, có Lucy, cũng khá là ổn đấy. Mình sẽ thử chơi cái tem này cho anh xem. Chơi thằng lo miết thì anh em cũng sẽ đâm ra sẽ anh em sẽ chán. Thành ra là mình chắc là ui mấy ông nội này ông lên tới 450 mấy trận thắng luôn nè. Trời. Kinh dị thật chứ. Ok, thì nói chung là mình sẽ chơi một cái trận hình khác cho anh em xem. Nhưng mà bị cái tem này không có CC ta. Tem này không có CC, nếu đâm tay đôi thì làm sao mà ăn nổi nó ta. Không biết đâm tay đôi liệu có thắng được không. Nên chắc là mình sẽ test thử một cái trận gọi là đâm tay đôi cho anh em xem coi có win nổi không nha. Thằng này thì đam chữ ít cho nên đặt là sẽ đánh được 3 đứa là chắc chắn rồi này. Quan trọng là đặt ở đâu thôi. Rồi mình sẽ đặt dưới đây đi, dưới đây vẫn sẽ đạp được 3 đứa. Mình sẽ vẫn sẽ đạp được 3 đứa thôi. Quan trọng là đặt ở đâu thôi. Thằng Lucy này sẽ đặt ở vị trí này. Ok, thằng Ribosy đánh hàng ngang. Xác suất 60% im lặng thì cái này nhìn như là như kiểu cấm dùng kỹ năng nộ thì phải. Cũng không có gì là đặc biệt lắm. Trên đây ông Agano đam khá là to này. Ông này như là đấm chữ ít hay chữ thập gì đây đúng không? Nếu mình đặt về khi ông đấm được nguyên tem mình luôn ấy. Ok, Chopper sẽ làm nhận vị trí búp nọ nha. Thực ra mình rất là muốn đặt y chang tem người ta nhưng mà không biết có ổn hay không đây. Còn một vị trí nữa, chắc là mình dành cho Gold Farm. Ông này chiêu nộ có cái chiêu 100% gây choáng khá là ok. Chắc là đưa Lucy lên tăng cơ thôi. Như vậy thì có thể Akainu sẽ đấm được 2-3 đứa gì đó. Mình đặt ở đây đi. Như vậy ông Akainu, nói chung là đặt làm sao để ông Akainu đấm ít nhất có thể thôi anh em ơi. Rồi, chiến đi. Cái này mình đang test gọi là đam tay đôi nha anh em. Mình đang test đam tay đôi, chưa có test đến kiểu. Ui, ông vẫn đấm được 3 đứa hả ta. Chưa có test theo kiểu CC bình thường nha. Cái này mình đang thử test coi liệu chúng ta nếu sử dụng cái chiến thuật gọi là đam tay đôi thì liệu có thắng được người ta hay không. Ok, mình thấy khá là nguy hiểm rồi đó. Chưa gì là mình thấy bên mình mất máu hơi nhiều rồi này. Thằng Senji đã gần đai rồi này. Thằng Senji thật ra là nó bị đam rất nhiều. Rồi mình có nọ này. Đấy thấy chưa. Không choáng được đứa nào luôn mới đau chứ. Con Senji Chan sẽ bị choáng chắc chắn rồi. Nó có thể khả năng đai luôn này. Ui nhưng mà nó đánh trước mình nè. Rồi cũng được. Ô Akainu sẽ chết. Hay quá, trước khi ông dùng nọ thì cũng may mình đã giết được ông trước rồi. Ui ông quân fan. Ông phản bồ nhà kìa. Kaku sẽ đá chết con Senji. Rồi ông kia choáng, đâm từ từ, chết đừng kít. Nói chung tính ra tăng tốc cũng được á nhờ. Trước giờ mình đang để chậm không hèn chi mà anh em thấy xem khó chịu rồi phải rồi. Rất là sorry anh em vì điều này. Rồi mình lại win nha. Tiếp tục tìm đối thủ một trận nữa nha. Chúng ta sẽ đánh thêm trận nữa đi. Ui trận này có choáng, có Mirella, có hai búp nọ. Ui được. Nhưng mà thật ra cũng không có gì gọi là ghê gớm đến nỗi chúng ta phải làm đổi đối thủ. Cho nên thật ra mình vẫn có thể chiến trận này. Mình sẽ tìm khắc chế ông Ken thôi, không có gì hết. Trận này chắc là chúng ta tiếp tục phụ thuộc vào lo thôi. Có lo thì mới ra ăn nổi. Chúng ta sẽ tiếp tục kiếm lo nha anh em. Ukabushi cũng được. Nhưng mà tem này không được đâu.
Ken thì thật ra rất là nổi tiếng với chiêu choáng trăm phần trăm rồi, cho nên cũng không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng mà khi gặp Lawrence Benzer thì ông sẽ ngậm củ tỏi thôi, chả có gì để nói cả anh em. Tem này thì có cây da bút bột bút đỏ ngon nè, cho nên mình sẽ đặt ở cái vị trí đó thuận tiện một xíu, mình sẽ đặt ở bên dưới, tại vì thằng Dawson này nó có khả năng gây choáng khá là ghê, cho nên mình né nó ra được phần nào hay phần đó. Hình như mình nhớ không nhầm là nó đánh hàng ngang phía sau đúng không? Bây giờ chắc là mình sẽ đặt sao để nó cho đánh được một mục tiêu thôi. Đặt thêm một búp nọ nữa đi. Nếu mình đặt như vậy nó sẽ đánh được mình con Ivan Cod của mình thôi này, cũng khá là ok. Tem này mình đang muốn test thử cái trận hình gọi là ba búp nọ. Búp nọ cho lo với một bộ đồng đội khác nữa, nhưng mà không biết có nên hay không đây. Mình sẽ chơi thêm Perona, nha anh em. Đặt cái giày chắc là được rồi, thằng lo sẽ đi. Nói chung là mình cần phải đằng sau để thằng lo mình đi vị trí thứ ba là ok, vì sao đi trước người ta là được rồi. Chắc là test thử cái trận này xem sao. Ui nhưng mà không được, nếu mà mình bao xong rồi thì vậy thì nên đặt giày, sẽ ok hơn, nên đặt giày nha anh em. Như vậy thì ông Ken có choáng thì cùng mình cũng sẽ có một người gọi là thế mạng cho mình, 1 2 3 4 5, đủ 5 người rồi. Giờ này mình đang muốn test thử cái chế độ gọi là siêu úp nọ để cho thằng lo mình có nọ nhanh đánh được toàn tem, tại vì chiêu nọ cũng lo cũng khá là mạnh trong đây. Dứt đi, rồi mình sẽ được đi trước một tuôn, sau đó thì ông Ken sẽ không được đi đâu, tại vì mình sẽ chích trước ổng đấy. Như vậy thì khi mà mình có nọ mình bâu á thì tuôn ông Ken sẽ được đi, nhưng mà ông đi ông sẽ choáng được con Agiki của mình. Đây mình có nọ này, tại mình kia búp nọ cũng khá là nhanh, anh em có thể thấy là búp nọ rất là nhanh luôn, em thấy không? Đấy nó sẽ choáng con Agiki nha. Rồi được rồi, không sao, có choáng cũng vậy thôi, cũng không có gì thay đổi. Ui mình may quặng hai người ngon này, biết sao ha, kiếm giảm nọ nhưng mà cũng không có tác dụng nhiều đâu. Thật ra thì lo mình luôn đứng là một cái vị trí rất là an toàn đấy. Bây giờ ông có khiên một giờ thì mình cứ kệ ông thôi, mình cứ dứt xì ke cho ông không hành động được là được rồi. Đấy giờ lại búp nọ xong, mình lại có nọ này, mình sẽ giết được con Mirella, chắc chắn Mirella sẽ chết. Ông Ken nó bị một giò nhưng mà ông vẫn đang bị dính xì ke rồi anh em, cho nên ông không hành động được. Đấy rất là ok nha, cho nên tuần sau thì mình vẫn sẽ được đi trước lần này. À không, có thể ông sẽ đi trước mình. Ồ tại vì đồng đội bên ông chết rồi, cho nên ông là được cái tuần đầu tiên hơn giọng đấy, chứ nếu mà ông đứng tuần thứ hai là ông vẫn sẽ đi sau mình thôi. Ok khá là lì đòn, mèo bạc cái là ngon nè. Cuối cùng mình ăn hết nguyên một đòn luôn anh em ơi, không sao cứ đâm từ từ thôi, đánh nó đánh đúng rồi, đánh thường cũng được không quan trọng. Đấy giờ ông cứ đánh vậy thôi, nó choáng mình thì Berona đánh mình, à đánh ổng. Trận này thì nói chung mình đang muốn test thử cái chế độ gọi là bất nộ thôi, chứ cũng không có hy vọng thắng gì cả, rồi mình không quan tâm lắm. Số trận thắng của mình hiện tại đang 4 nhưng mà liên thắng thì chỉ có 3 thôi. Thì cứ từ từ cũng được. Ở đây clip của mình hôm nay mình sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like video, subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại anh em vào những clip đấu trí đại chiến tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục những cái trận hình mới nha. Thực sự mình cảm thấy cái hoạt động này rất là hay, hấp dẫn hơn đại chiến vượt ải rất là nhiều. Ở đại chiến vượt ải thì chúng ta sẽ đánh với những cái con boss được lập trình sẵn rồi, nó là có sẵn rồi. Còn này như kiểu sẽ làm mới đối thủ các kiểu và đánh với những cái nhân vật luôn, mấy nhân vật như là trong đại chiến vượt ải luôn. Ví dụ như những cái con tướng mà bên mình có thì bên kia cũng sẽ có kiểu như vậy, và người ta đòi hỏi người ta phải tư duy và chiến thuật rất là nhiều. Hoạt động này thực sự rất là hay nha anh em, nhưng mà thật sự mình rất là lười đi, cho nên khi hoạt động này ra thì mình vẫn sẽ xem nó như đại chiến vượt ải thôi. Mình sẽ đi một vài trận để lấy cái xếp hạng, để lấy quà là được rồi. Sẽ phần thưởng xếp hạng, phần thưởng xếp quà thì nó rất là xa, tới tận top 2000 lận, cho nên là mình nghĩ mình có mặt ở trong cái phần quà này thì cũng là điều đương nhiên thôi anh em. Ok.